Xin chào các bạn, như các bạn cũng đã nhìn thấy trên bàn của mình hiện tại là một chiếc laptop rất là to. Và cụ thể thì chiếc laptop này là tên là gì, cấu hình của nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng đến với video đánh giá nó ngay bây giờ nhé. Các bạn thân mến, với những sự phát triển của thế giới vi tính nói chung mà chúng ta thì đang được sở hữu những mẫu laptop với sức mạnh rất là đáng nể và mang nhiều tiềm năng thay thế máy tính để bàn trong mục đích sử dụng khác nhau từ nhẹ cho đến nặng. Và trên thị trường hiện nay thì những chiếc laptop 17 inch đã và đang chứng tỏ tiềm năng đó, bởi vì kích thước lớn, những cỗ máy này có thể dễ dàng tế chỗ cho một hệ thống PC cồng kềnh, tốn diện tích nhưng vẫn đem đến giá trị sử dụng đủ mạnh mẽ. MSI thì vốn là một thương hiệu laptop gaming đáng chú ý bậc nhất hiện nay, khi nó tỏ ra rất dễ dãi trong việc phục vụ tầng lớp khách hàng chính của họ là game thủ. Với mẫu GE72 thì đã cho thấy một lời tuyên bố đanh thép của công ty rằng là không cần biết phải xài máy bàn, chỉ cần một chiếc laptop này thì bạn đã có thể try hard hiệu quả rồi. Như mọi khi thì những chiếc laptop thuộc series 7X của MSI không bao giờ bị coi là yếu đuối về thiết kế, mà ngược lại thì đúng hơn, chiếc GE72 cũng đi theo triết lý như thế, bởi ngay từ cái nhìn bên ngoài thì chiếc laptop này đã mang đến một cảm giác hứa hẹn được rất lòng game thủ khi mà đem đến một thiết kế không hề xô thịt hơn, nhưng mà không hề ngấy một chút nào. Và GE72 thì nổi bật với kích thước lớn nhờ màn hình lên tới 17,3 inch và kích thước vỏ máy thì còn lớn hơn nữa, và đặc biệt là độ dày rất ấn tượng lên tới gần 4cm, khiến về tổng thể thì kích cỡ của mẫu máy này đã ngang ngửa với diện tích của một dàn PC cỡ nhỏ. Tuy nhiên thì với trọng lượng không đến nỗi nặng lắm là khoảng 2,8kg thì cho mặt bằng chung laptop 17 inch thì chiếc máy tính này vẫn có thể mang vác được đi mọi nơi, mọi lúc tương đối là thoải mái. Nhưng mà mình thì không thoải mái đâu. Dĩ nhiên thì đối với những bạn đã quen tập cơ tay thì sẽ như vậy, hay là bạn tập gym chẳng hạn. Bên cạnh đó thì những đặc điểm riêng biệt của MSI Gaming thì vẫn thể hiện rất rõ nét trên chiếc GE72 này, như là logo khiên rồng này, nắp máy và các đường gân nổi đầy vẻ hăm dọa, hay là bàn phím được tích hợp đèn nền đỏ truyền thống, đặc biệt chính là cái mông rất to và cái thân nhiệt rất là lớn, hứa hẹn là khả năng vận hành hiệu quả và không bị quá nhiệt cục bộ. Và việc sở hữu kích thước lớn như thế thì cũng thể coi là một lợi thế của MSI, mang đến hầu như tất cả các giải pháp kết nối thông dụng hiện nay như là ổ đĩa quang, USB 3.0 Ethernet, DisplayPort, đồ đọc thẻ, HDMI, v.v. Nói chung là đầy đủ các đồ chơi thông dụng đều xuất hiện tương đối đầy đủ trên thân máy. Và khi mà nắm máy ra thì ấn tượng về màn hình của chiếc MSI GE72 là được thể hiện rất rõ khi mà sử dụng màn hình 17,3 inch Full HD với tấm nền TN cho khả năng hiển thị rất đáng nể, với không gian màu đạt chuẩn tới 100% tiêu chuẩn sRGB và 76% tiêu chuẩn Adobe RGB, cùng với tỷ lệ tương phản là 1054:1, giúp cho các chất lượng hình ảnh khá là chính xác về màu sắc cũng như là tương đối sống động nếu bạn có ý định xem phim với cái màn hình này. Tuy nhiên thì độ sáng của màn hình chỉ đạt khoảng là 253 nit, thế nên là nó sẽ không phù hợp khi mà bạn đem ra ngoài trời. Công bằng mà nói thì với con hàng cồng kềnh như thế này thì có lẽ việc để yên một chỗ thì sẽ tốt hơn là các bạn nhảy nhót lung tung, đúng không? Còn về thứ đáng nói nhất trong cái video này mà mình sẽ đề cập đến chính là sức mạnh của nó. Phiên bản MSI GE72 thử nghiệm lần này thì sẽ được trang bị cấu hình xử lý bầu con chip Intel Core i7-5700HQ4 nhân dung nhập cao nhất là 3.5GHz với card đồ họa Nvidia GeForce GTX 960M 2GB và RAM 12GB cùng với ổ cứng kép HDD 1TB. Về cơ bản thì việc không cung cấp sẵn tùy chọn ổ SSD sẽ khiến một số trò chơi hay ứng dụng bị hiện tượng nghẽn cổ chai, tức là cái thời gian loa sẽ lâu dài hơn bình thường một chút. Và để khắc phục điều này thì rất đơn giản, bạn chỉ cần thay thế ổ đĩa quang bằng một chiếc Caddy bay chứa ổ cứng nữa là được rồi. Và trong khi đó thì với cái cấu hình trên thì sức mạnh của máy là quá đủ để giúp bạn có được trải nghiệm cực tốt với khả năng vận hành ứng dụng mượt mà cùng với khả năng chơi game hiệu quả, đặc biệt là các trò chơi như là esports. Dĩ nhiên là dù sao thì con chip Core i7-5700HQ và card đồ họa GTX 960M thì đều là những linh kiện đã có tuổi, thế nên là bạn nên để cái đồ họa mức trung bình để có thể mang lại cái tốc độ khung hình cao nhất. Trong quá trình bạn chơi game hay là chơi stealth lâu dài thì cái chiếc MSI GE72 này thì sẽ phát huy tốt cái sở trường của nó khi mà nhiệt lượng tỏa ra từ máy lại thấp một cách đáng ngạc nhiên. Bởi như đã đề cập thì nhờ cái thiết kế lớn, nhiều khe thoát khí cùng với hệ thống quạt tản nhiệt lớn thì đã giúp cho chiếc laptop này có được khả năng điều hòa rất tốt. Thời lượng pin thì có lẽ đây là điểm không phải là mạnh của chiếc MSI GE72. Dù nó được trang bị quả pin khá lớn là 6 cell thì chiếc laptop này chỉ trụ được khoảng 3 tiếng đồng hồ trong cái điều kiện làm việc tiêu chuẩn. Và nếu như bạn muốn chơi game thì tốt nhất là nên cắm sạc nếu không muốn là đang chơi mà bị đứt cánh giữa đường.
Nhưng điều này thì là hiển nhiên với một chiếc laptop thiết kế để thay thế máy tính bàn như vậy. Nhìn chung thì chiếc MSI GS72 thì vẫn xứng đáng là một bộ laptop rất đáng mua khi mà ít nhất là trong cái tầm giá rẻ chỉ từ 15 triệu đồng. Và với lợi thế về kích thước khi so với PC nhá, thì sức mạnh khá đáng nể. Chiếc máy tính này thì sẽ hứa hẹn là một mẫu máy tính thay thế máy tính bàn đáng chú ý ở thời điểm hiện nay. Và cảm ơn Ngọc Nguyễn Laptop đã hỗ trợ Xstudio có được cái chiếc laptop này để trải nghiệm và mang đến cho bạn video ngày hôm nay. Còn bạn nghĩ sao và đánh giá như thế nào về chiếc laptop GE72 này thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video với laptop tiếp theo nhé. Bye bye!